cạnh đó thì cũng có những cái sự yêu thương, những cái sự mến mộ của tất cả quý vị trong và ngoài nước yêu mến cặp đôi của Lucule, cho nên là luôn đã tìm hiểu. Đùa thôi quý vị ơi, chắc có lẽ là không cần nói quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Quý vị biết chưa ạ? Biết rồi kìa, biết rồi, khỏi nói ha quý vị ha. Mời Đức Anh, Đức Anh. À, quý vị biết là trong cái suốt thời gian mà một năm mấy qua thì Luân và Phương Lê có những cái sóng gió, có những cái sóng gió và cạnh đó thì cũng có những cái sự yêu thương, những cái sự mến mộ của tất cả quý vị trong và ngoài nước yêu mến cặp đôi của Lucule, cho nên là Luân đã tìm hiểu và thống nhất với nhau là Lucule đã nhận lời làm người bạn trong năm của Luân. Và vừa rồi thì quý vị thấy là Luân và Lucule cũng đã có một cái buổi đính hôn. Tuy là không có rầm rộ, không có mời họ hàng hai bên, nhưng mà trong cái buổi lễ đính hôn đó với những người em, những người bạn đã chứng kiến và Luân cũng đã đăng hình ảnh của mình trên các trang mạng và báo chí chính thống đã chia sẻ về cái đêm đính hôn đó. Luân hy vọng là sắp tới nữa thì Luân và Phương Lê sẽ nắm tay nhau, nắm tay nhau mình sẽ có một cái buổi ra mắt với lại fan hâm mộ của mình và gia đình hai bên. Đó là một cái lễ cưới. Sẵn đây thì quý vị chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, nhưng mà Phương Lê nói là anh ơi, nếu mà mình cưới nhau thì khi nào Chibi thành công thì mình mới cưới nhau.